Yo, chào các bạn, mình là Neko và đây sẽ là video để mình giới thiệu về kênh của mình. Như các bạn đã biết thì trên YouTube có một cái chức năng đó là để một cái video lên để giới thiệu về kênh dành cho những người mà mới vừa truy cập thì người ta có thể biết được kênh mình đang làm về cái nội dung gì. Thì kênh của mình chuyên làm về những vấn đề liên quan tới Quaybook như là hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm và những video biểu diễn của bản thân mình cũng như là với những người bạn của mình. Ngày xưa thì Quaybook ở nước chúng ta rất là phát triển, tuy nhiên là ở thời điểm hiện tại thì những người chơi lâu năm đều đã nghỉ gần hết và những cái kinh nghiệm mà đàn anh đúc kết được rất có thể là nó sẽ biến mất nếu mà không có ai truyền lại. Nếu như để cho các bạn tự xây dựng lại từ những viên gạch ban đầu thì có lẽ trò này sẽ mất nhiều năm để có thể quay trở lại thời hoàng kim, chứ đừng nói là phát triển lên thêm. Và nếu như sau này các bạn những thế hệ sau một lần nữa lại nghỉ chơi tiếp thì trò này nó sẽ lại một lần nữa quay lại xuất phát điểm ban đầu nếu như không có ai lưu giữ lại những cái kinh nghiệm chơi. Chính vì thế mình là một người đã gắn bó với trò này hơn 9 năm, thì trong 9 năm hơn đó mình đã đúc kết được nhiều kinh nghiệm, cho nên là mình muốn làm những cái video để mình truyền lại cho các bạn, để các bạn không cần phải mất thời gian nghiên cứu mà các bạn có thể dựa vào những kinh nghiệm đó mà phát triển lên tiếp tục. Mình sẽ giới thiệu qua về cách sử dụng kênh. Đầu tiên là khi mới vào kênh các bạn sẽ thấy nhiều video và các bạn sẽ không biết bắt đầu từ đâu. Khi đó các bạn hãy vào một danh sách phát, thì trong này mình đã nhóm những video mà mình đăng lên thành những cái mục riêng biệt. Và đối với những bạn mới tập chơi thì các bạn nên bắt đầu từ mục 8 kỹ thuật cơ bản. Tuy nhiên thì trong này các bạn lại thấy có 11 video bởi vì mình đã làm lại một số kỹ thuật. Và tốt nhất là các bạn nên xem video cả cũ cả mới của mình, bởi vì đôi khi những video mới làm lại mình lại thiếu một vài ý mà mình đã đề cập tới trong những video cũ. Ngoài ra các bạn còn có thể xem thêm những video như là chia sẻ kinh nghiệm hoặc là những video hướng dẫn làm bút. Đối với những bạn nào đã xong cơ bản thì các bạn có thể học lên những kỹ thuật nâng cao hoặc là những cái đoạn linkage, tức là những cái bài ghép thành những cái đoạn dài. Ok, và đó là mục đích lập kênh và hướng dẫn sơ qua về cách sử dụng kênh của mình. Hy vọng là mình sẽ luôn được các bạn ủng hộ trong tương lai bằng cách là bấm like và subscribe. Thì mình nhìn những con số mình sẽ biết được là các bạn đang ủng hộ những sản phẩm mà mình làm ra, thì nó giống như là động lực để mình có thể ra thêm nhiều video hướng dẫn mới hơn cho các bạn xem.